雨水冷洗情不会淡，猛风再吹而不散，愁云和月之间也不孤单，你足已倾城的两眼，教花与草还璀璨，然而眉目仿佛飘散，有一丝慨叹。流水透彻出我俩，沿路满布风霜也雪亮，天空灰暗，爱得到了惊讶。世间什么来见上帝，你今年花尽似红蝴蝶，饱经挫折，伤口会淌血，都不知会磨灭。世间什么爱变上帝，主宰绝望仍力竭，留守最美一起，哪怕力竭。Họ dung quan cho Khanh Tẩu trộm đồ. Bây giờ Khanh Tẩu bị đánh thừa sống thiếu chết ở nhà môn. Họ còn nói chúng tôi đã bất chấp tất cả. Hôm nay là hai mẹ con Khanh Tẩu, ngày mai sẽ là mẹ con cô và Tất Chính. Ngày mai chúng ta về quê được không? Chúng ta không cần gì ở đây hết được không? Người ở đây đều thay đổi, không còn giống như lúc trước nữa. Cô là kẻ thù của tôi, kẻ thù trời sinh. Nhưng mà tôi vì chèo chống gia đình này, không phải cô chết thì tôi chết, không phải cá chết thì lưới rách. Tứ muội à, tỷ đang trên đường về quê. Tất Chính nó vẫn khỏe, vết thương của Khanh Tẩu cũng đỡ nhiều lắm, nhưng mà cũng cần có người dìu mới đi được. Bệnh của lão gia có khởi sắc không? Muội phải cẩn thận nha. Từ nay trách nhiệm chăm sóc lão gia và gánh nặng giữ gìn Khánh Phong Niên, tất cả đều nằm trên vai của muội. Tam tỷ, tin lại hành trình, khi muội viết bức thư này, có lẽ mọi người vẫn còn trên đường đi. Lão gia vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mấy ngày qua tay của huynh ấy đã cử động nhiều hơn lúc trước, có thể huynh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Hãy huynh ấy tỉnh lại, muội lập tức gửi thư báo cho mọi người biết. Muội và Tất Võ đều mạnh khỏe, mọi người không cần lo lắng. Muội nghe tụi thúc nói tháng này ở quê của tỷ cũng bắt đầu có gió thu rồi. Quan trọng là mọi người phải giữ gìn sức khỏe, mặc thêm cái áo. Tứ muội, mọi người còn khoảng 2 ngày đường nữa là về tới quê. Tỷ nghĩ từ nay tỷ và Tất Chính sẽ không quay lại vô tích nữa. Xin lỗi. Thật ra khoảng thời gian qua, tỷ cũng rất muốn giống như muội vậy, góp một phần giúp sức cho lão gia và Khánh Phong Niên. Nhưng đến cuối cùng tỷ phát hiện thực tế bản thân tỷ không phải là một người can đảm. Tứ muội, tỷ xin lỗi muội. Tam tỷ, khi muội viết bức thư này, có thể mọi người đã sắp về đến quê rồi. Mấy ngày qua thời tiết ở Du Tích đột nhiên oi bức lắm. Thỉnh thoảng muội còn nhìn thấy có mấy con châu chấu bò trên cửa sổ. Như muội nghe tuyền thúc và mọi người nói, thỉnh thoảng Du Tích cũng có nhiều hiện tượng này. Kêu muội đừng lo lắng quá, mọi người cũng không cần lo cho muội quá. Cho muội hỏi thăm Tất Chính, Khanh Tẩu và Tiểu Mẫn nha. Tứ muội, cuối cùng mọi người đã về đến quê. Các hương thân phụ lão đều chạy ra đón tiếp mọi người, ai nấy đều vui mừng lắm. Tỷ còn nhận được 2 bức thư mà muội gửi cho tỷ. Đúng là mười mấy năm trước, Vô Tích có xảy ra một vụ thiên tai. Lúc đó xém chút Khánh Phong Niên bị sụp đổ. Tình hình lúc đó lão gia cũng có ghi lại trong quyển nhật ký. Muội lấy ra coi thử đi. Với lại cẩn thận lũ châu chấu đó. Ngày 18 tháng 7 năm Bính Dần, ngày này là ngày xui xẻo nhất của mọi người ở Vô Tích này. Nửa tháng gần đây, thời tiết oi bức vô cùng. Trời muốn mưa nhưng mưa không nổi. Ngủ qua một đêm, phát hiện bầu trời lại tối đen như ban đêm vậy. Ai nấy đều đổ xô ra ngoài nhìn, phát hiện bầu trời phủ đầy mây đen. Khi nhìn kỹ lại thì ra đó không phải là mây đen, mà là châu chấu che hết ánh sáng. Cẩn thận nha. Tứ phu nhân, kho gạo mới gần như đã xây xong rồi. Làm xong phần này thì xong mọi chuyện. Bà thử coi xung quanh có gì không hài lòng thì nói với tôi. Nhưng lúc gạo Quảng Đông và Phúc Kiến chưa chuyển tới, muốn sửa chắc là kịp. Tôi có thử.
Sa Cứu à. Dạ. Chừng nào huynh mới tới chỗ của Sa Trại Chủ vậy? Đâu có nhanh như vậy. Tôi định quay về quê thăm bà Tứ trước. Bà biết đó, tôi đã tới vô tích bấy lâu, tôi chưa về thăm bà lần nào. Vậy cũng đúng. Về tới nơi gặp bà Tứ cho tôi gửi lời hỏi thăm nha. Dạ. À Tứ phu nhân, có một chuyện muốn nhắc nhở bà. Bà có phát hiện gần đây ở vô tích có rất nhiều châu chấu không? Có chứ. Hơn nữa tôi phát hiện càng lúc càng nhiều nữa. Nè Tứ phu nhân, bà thật sự phải hết sức tỉnh táo để ý chúng nha. Lúc tôi còn nhỏ tôi đã chứng kiến một lần ở quê rồi. Lúc đó thời tiết cũng giống như bây giờ vậy đó. Oi bức muốn chết luôn. Muốn mưa cũng không thể mưa được. Nhưng cuối cùng mười mấy ngày sau á thì đổ một trận mưa lớn xối xả. Có một hôm tôi và bà Tứ ra ngoài ruộng. Trời ơi, đột nhiên nhìn thấy cả bầu trời đều tối đen. Chúng tôi tưởng đâu là mây đen. Ai ngờ nhìn kỹ lại thì ra không phải là mây đen. Cả bầu trời đều là châu chấu. Kinh khủng lắm. Còn nữa, sau khi đám châu chấu bay đi, chỉ còn lại sỏi đá và cây khô thôi. Ngoài ra thực sự không còn gì hết. Chắc chắn bà Tứ sẽ thích. Sa Cửu, Mươi cũng dự định đến tìm huynh rồi. Mươi không nghĩ là gặp huynh ở đây. Mươi nghe người ta nói huynh đã thôi công việc ở Khánh Phong Niên. Có phải huynh vì chuyện đó mày bị mất việc làm không vậy? Nếu không vì chuyện đó thì vì chuyện gì? Hôm xảy ra chuyện, đúng ra Tứ phu nhân định cho tôi làm tam trưởng quỷ. Đúng ra tôi là tam trưởng quỷ của Khánh Phong Niên. Xin lỗi nha Sa Cửu ca. Cô không cần nói lời xin lỗi với tôi. Nếu cô thực sự cảm thấy có lỗi với tôi thì cô nói cho tôi biết. Hôm đó người giả tiếng mèo kêu mở cửa sau cho tôi vô, người đó là ai vậy hả? Mùi đã nói cho huynh biết không liên quan đến mùi rồi, ai biết là người nào chứ. Cô tự suy nghĩ kỹ đi. Người đó không chỉ muốn hại tôi, hắn còn muốn hại luôn cả cô. Cô nhất định biết hắn. Thật tình mùi không biết mà. Mùi không thù không quán với ai, ai muốn hại mùi chứ. Rõ ràng hôm đó tôi có nghe cô nói thấy ghét, không đành lòng đi hả? Mau vào đây đi. Có phải hôm đó cô đang đợi người đàn ông nào không? Cô có gian tình với người đàn ông khác đúng không? Huynh đừng nói lung tung. Đàn ông cái gì chứ có gian tình cái gì? Không nói thì thôi. Để tôi biết người đó là ai, hắn nhất định chết không toàn thây. Sa Cửu, huynh cẩn thận nha. Hãy Đường, Hãy Đường, huynh tìm căn nhà này lâu lắm rồi đó. Chỗ này yên tĩnh lắm. Từ nay chúng ta gặp nhau sẽ có thể an toàn hơn. Dạo này huynh cũng nhớ muội lắm. Cũng may Bành Khanh đi Tô Châu thôi, chứ nếu không chúng ta lại không có cơ hội thân mật nữa. Cho dù ổng không có đi Tô Châu, ổng cũng không tới tìm muội đâu. Dạo này ổng thường tới chỗ của Sơn Dân. Cô huynh ở bên cạnh muội là được rồi. Tưởng Tất Dân, tới hôm đó người giả tiếng mèo kêu có phải là huynh không? Có phải huynh đã cố tình mở cửa dự Sa Cửu vào nhà muội không? Giả tiếng mèo gì chứ, không biết muội nói cái gì nữa. Tối hôm đó Bành Khanh đã nói rõ là đi tẩy trần với đám anh em không về nhà. Nếu không tại có người cố tình hãm hại thì ông đâu có đột ngột trở về. Huynh nói cho muội biết đi, có phải huynh đã làm không? Huynh nói đi, huynh nói đi. Huynh đã làm đó vậy thì đã sao? Huynh muốn hắn chết nữa kìa. Huynh muốn hắn bị chặt thành 90 khúc quăng xuống thái hồ cho cá ăn có được không? Huynh có biết huynh làm vậy chẳng những đã hại Sa Cửu mà còn hại luôn cả muội không? Hại luôn cả mũi cái gì chứ? Huynh đi nói với Bành Khanh là Sa Cửu đang leo tường vào nhà muốn cưỡng bức mũi thôi. Liên quan gì đến mũi? Mũi mới là người bị hại đó. Cũng may hôm đó mũi và Sa Cửu không có gì thôi. Chứ nếu không kẻ bị ném xuống thái hồ cho cá ăn là mũi đó. Đừng có lớn tiếng quá, để người ta nghe được thì tính sau đây. Huynh đó, thực tế huynh không bàn đến sự sống chết của mũi. Hãy Đường à, tình khốn đó không đáng đi binh vực đâu. Tên Sa Cửu đó đối đầu với huynh ở tiệm gạo như thế nào cũng không sao. Hắn động tới tình nhân của huynh, động tới tình nhân của huynh yêu nhất. Làm sao mà nhịn được? Đàn ông cũng không thể nhịn được có đúng không? Hãy Đường à, khó khăn lắm chúng ta mới có thể đến với nhau. Quan trọng là phải thật vui vẻ, có phải không? Đừng có giận nữa mà, ngoan. Nè các anh em, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người bấy lâu nay đã ủng hộ Sa Cửu này. Chén này tôi kính mọi người. Uống đi.
Ngày mai tôi đi rồi. Từ nay không còn là người của Khánh Phong Niên nữa. Nhưng như vậy cũng tốt. Từ nay tôi uống bao nhiêu rượu cũng được, hả? Ăn nói lung tung cũng được. Không ngại uống rượu say, nói lỡ lời đắc tội với tứ phu nhân nữa phải không? Vậy thì phải uống cạn đi, không sẽ không về. Cạn chung. Cạn đi. Nè, anh em, nói gì thì nói nha. Từ nay á, mọi người á, đừng có uống nhiều quá. Mọi người uống say rồi, ai sẽ làm việc cho tứ phu nhân đây, phải không? Nè, nhớ nha, nhớ ở trong tâm của mình, hả? Mọi người là người của tứ phu nhân, từ nay phải tận tâm tận lực giúp tứ phu nhân quản lý tốt tiệm gạo, làm thật tốt, làm thật giỏi, có biết chưa? Dạ, dạ biết. Sai của ca nói sao cũng được á. Được. Cạn đi, đi. Hảo huynh đệ. Sai cứu. Tứ phu nhân. Tứ phu nhân, sao bà tới đây vậy? Mọi người nói cho tôi biết hôm nay tiễn biệt huynh mà. Sao huynh không mời tôi vậy chứ? Không thể làm chủ tớ cũng có thể làm bạn được vậy. Dạ phải. Mời tứ phu nhân ngồi. Nè, lấy thêm chén đũa đi. Không cần đâu. Tôi còn phải về chăm sóc lão gia. Nè, đây là 100 lượng. Chút lòng thành tôi, huynh cầm lấy. Tứ phu nhân tôi cũng thể nhận tiền của bà được. Huynh về quê cũng phải mua chút quà không chứ. Không được. Tôi cũng thể nhận tiền của bà được. Thật đó. Bà tứ của tôi có nói với tôi, làm bằng hữu có 3 nguyên tắc. Một á, không thể có xung đột lợi ích. Hai, không thể có dính líu tiền bạc. Ba, có cái hay nhất định phải lợi cho bạn. Sai cửu thì lúc nào cũng có nhiều đạo lý. Có cái hay lợi cho bạn chứ gì. Nè, gạo trân châu này á, huynh cứ cầm về cho bà tứ của huynh thử đi. Cảm ơn tứ phu nhân. Nhị thiếu gia. Là muội sao? Có chuyện gì? Chết huynh rồi. Huynh gạt mẹ của huynh nói tới đây coi ruộng gì có thể mua không, thì ra là ngủ gục ở đây. Huynh ngủ gục ở đây hồi nào chứ? Huynh đang cúng ông ngoại của huynh. Huynh nhắm mắt lại là muốn trò chuyện với ông ngoại thôi. Hả? Ngôi mộ này là của ông ngoại huynh sao? Tế Nam Lưu Công Tam Đao Chi Mộ. Chà, Lưu Tam Đao, tên của ông ngoại huynh quái phong lắm đó. Đương nhiên là quái phong rồi. Lúc trước ông ngoại của huynh là tiêu sư nổi tiếng Đại Giang Nam Bắc mà. Người ứng với tên. Phàm là gặp những kẻ ức hiếp người già yếu, cầm đao giết kẻ đó. Phàm là gặp kẻ bất nghĩa thì lập tức giết ngay. Phàm là gặp tật chính. Nhỏ tiếng gì mà, làm gì vậy? Ông là ông ngoại của con mà. Chết mấy chục năm rồi con nhỏ tiếng như ma thì tiếng gì? Ông là ông ngoại con à? Tật chính, con làm ông của con thất vọng lắm. Ông của con tên là Tam Đao, còn con là Tam Lui. Gặp chuyện bất bình thì năm trận thoái lui. Gặp kẻ ức hiếp người già yếu thì lui vào một góc làm con rùa rút đầu. Gặp chút khó khăn thì con... Qua đã. Ông là ông ngoại con thật sao? Ta chính là Lưu Tam Đao. Nếu vậy thì hay quá, con nhớ ông vô cùng. Nè, ôm cái coi, hôn cái đã. Nè, huynh đừng có bước tới nha. Ông ngoại, ông đổi giọng phụ nữ rồi hả? Ông ngoại của huynh đó hả, vừa mới đi khỏi rồi. Ma nhập luôn là vậy mà. Bị ma nhập là vậy sao? Huynh nghe người ta nói bị ma nhập phải kẹp ngón giữa. Nè, đưa tay cho huynh kẹp trước ra. Kẹp cái đầu của huynh á. Đã phiền muốn chết rồi, còn tới quậy phá nữa. Bà tử à, gấp đồ ăn đi, tối ngày lo lùa cơm không à? Phải cũ à. Tứ phụ nhân tặng gạo mẹ cho chúng ta là gạo gì? Chà, cả đời bà chưa bao giờ được ăn loại mềm dẻo thơm ngon vậy á. Cái này á gọi là gạo trân châu. Bà thích ăn thì ăn thêm một chút đi. Có rồi. Đủ rồi. Ăn đi mà. Vậy thì á, từ nay con phải cố gắng làm việc cho tứ phụ nhân đó ha. Bà Lữ à, thật ra làng vậy, có một tiệm gạo khác mời con tới đó phụ họ làm việc. Tiền công cũng cao hơn, chức vị cũng cao hơn. Bây giờ con đang suy nghĩ có nên đi hay không. Bà mấy chục tuổi rồi, dân quê mùa không biết gì hết trơn á. Con tự mình quyết định đi ha. Nhưng mà lúc nãy nghe con nói đích thực tư phu nhân là một người rất tốt. Phải rồi, trong bếp bà còn để dành một con chuột khô. Lát nữa con nhớ đem cho tư phu nhân nha, cho cổ ăn thử đặc sản của chúng ta ha. Dạ.
tính sao? Không biết phải xử lý thế nào nữa. Tiếng thấy cứ oi bức tiểu này chết quá. Khó chịu dễ sợ luôn. Chào các ông chủ. Tới rồi à? Tôi vô nhân à, bà gọi chúng tôi tới đây gấp. Có chuyện gì quan trọng vậy? Làm gì? Ông chủ Sâm à, các ông chủ à, tôi muốn hỏi mọi người gần đây có phát hiện xung quanh xuất hiện rất nhiều con châu chấu tương tự như vậy hay không? Ồ, thì ra là vì mấy con châu chấu này sao? Chúng tôi tưởng đâu có chuyện gì lớn lắm. Thật ra thời gian bà ở vô tích ngắn ngủi nên không biết thôi. Chúng tôi sống ở đây đã quen rồi. Hàng năm vào khoảng mùa này, ít nhiều gì cũng có mấy con bay tới bay lui ở đây. Không có sao đâu. Không có sao đâu. Khoảng tháng này ít nhiều gì cũng phải có, không có gì đâu. Đúng rồi. Không đâu. Tôi nghĩ mọi người thật sự không nên lơ là coi thường. Thật ra tôi cũng có ra ruộng hỏi thăm mấy lão nông. Họ nói là đích thực vào mùa này có rất nhiều châu chấu như vậy xuất hiện. Nhưng mà năm nay á còn có thêm loại châu chấu này. Hiện tượng này hiếm thấy lắm. Vậy à, phu dân à, cho tôi mượn coi. Nè, mười mấy năm trước ở vô tích chúng ta có xảy ra vụ tai họa, chính là loại châu chấu lớn này gây ra đó. Lần đó làm cho lương thực của cả tỉnh Giang Tô gần như bị loại châu chấu này ăn sạch hết luôn. Không gặp lâu lắm rồi mà. Phải đó, cho nên hôm nay tôi gọi mọi người đến gấp là muốn cùng nhau bàn bạc coi có nên bắt đầu từ bây giờ đừng bán gạo đến những tỉnh khác, cố gắng tích trữ nhiều lương thực để phòng rủi ro hay không? Tôi nghĩ là không có được đâu. Đúng rồi. Tôi thấy bà lo lắng quá rồi. Thật ra muốn xảy ra dịch này phải phù hợp với ba điều kiện. Nè, thứ nhất, mùa hè năm ngoái nhất định phải khô hạn. Thứ hai, mùa đông năm ngoái nhất định phải là ấm áp. Còn thứ ba là nhất định phải có trận mưa cả tháng trời, như vậy mới có dịch châu chấu được. Phải đó, đúng của dân à. Hai năm qua không có những hiện tượng đó, chẳng qua là mấy hôm trước có một trận mưa lớn thôi. Không được, tôi vẫn cảm thấy phải giữ lại gạo sẽ an toàn hơn. Nè, tướng phu nhân à, tất cả chúng tôi đã ký hợp đồng với người ta hết rồi. Chỉ vì mấy con châu chấu này quỷ ước, tổn thất lắm đó, không được đâu. Nhưng nếu thật sự có xảy ra đại dịch này thì sao đi? Các bạn nghĩ lại đi. Sao xảy ra chứ, phải có những hiện tượng đó xuất hiện. Quay lại, mẹ, sao mẹ lại mặc cho người đàn bà đó ăn nói khoác lác, để không lên tiếng cũng không cho mọi người lên tiếng. Đó, dần dần lâu ngày, mọi người sẽ coi đó như là cha vậy, là thủ lĩnh ngành gạo ở vô tích này. Con người của con là vậy đó, nóng nảy bồng bột. Chừng nào mới có thể khôn lanh một chút, quan sát tình hình trước rồi mới đi bước tiếp theo. Vậy nước cờ tiếp theo nên đi như thế nào đây đại tỷ? Những chuyện trong kinh doanh không cần làm gì hết, cứ nhớ hai câu nói của tôi là được rồi. Phàm là người đàn bà đó tán thành thì chúng ta phản đối, phàm là ả phản đối thì chúng ta tán thành. Chỉ có vậy thôi sao? Bây giờ tên Sài Cửu và Tất Chính đã đi rồi, ả đàn bà đó giống như con chim gãy cánh. Nếu quyết định của ả là sai, vì chúng ta phản đối tự động sẽ đúng ngay. Cho dù quyết định đó là đúng, nhưng mà không có người thực hiện dùng cổ cũng là không làm được gì, cuối cùng cũng là sai thôi. Tất Văn à. Dạ. Lúc nãy mẹ đi thăm cha con, ngón tay của ổng có cử động một chút, có lẽ cũng sắp tỉnh lại rồi. Con đừng đi lung tung nữa, cố gắng cho cha đi. Ý của mẹ là... Ý của mẹ là muốn khi cha con tỉnh lại thì đừng giống như khoảng thời gian ổng bất tỉnh, con không có làm gì hết, chỉ biết dành sâu chìa khóa lớn đó, có hiểu không? Con hiểu rồi mẹ. Hả? Mọi người làm gì ở đây vậy? À không, chúng tôi thấy lâu quá lão gia vẫn chưa tỉnh, đặc biệt có tới chỗ của Quyền Cơ Tử xin một ngọn đèn trường thọ cho lão gia. Chúng tôi dự định làm một buổi pháp sự thủy lục, còn phải phóng sinh 1.000 con rùa kim tiền nữa. Còn nữa, đại phu Âu Dương mà tôi mời tới đây chữa cho cha nói, tốt nhất là cố gắng làm những gì mà bình thường cha thích. Cho nên tôi đã kiếm một đám nhạc công tới đây đàn bình đàn cho cha nghe, mỗi ngày đàn đúng 5 canh giờ. Nếu bà không quen thì kiếm phòng khác để mà ngủ đi. Quảng à, còn đứng đó làm gì nữa? Xích vào một bên đi, phải đối diện lão gia mới được chứ, đèn trường thọ mà. Dạ. Mau treo lại đi. Thank you.
18 tháng 7 năm Bính Dần. Ngày này là ngày xui xẻo nhất của mọi người. Mọi người càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Mới xử lý cái nào nữa? Rắc rối quá. Giờ sao đây? Không biết tính làm sao nữa, rắc rối quá. Chào các ông chủ. Xin lỗi nha, đã làm phiền mọi người đợi. Tứ phu nhân. Đông đủ hết chưa vậy? Đông đủ hết rồi. Tứ phu nhân, thật ra lần này bà không gọi chúng tôi tới, chúng tôi cũng phải tới đây tìm bà. Lần này tôi thật sự phán đoán sai lầm rồi. Bây giờ đám châu chấu càng lúc càng nhiều, có thể du tích sẽ bùng phát dịch châu chấu. Phải đó, phiền phức lắm. Tứ phu nhân, thật ra bây giờ bà đã thấy Mạc Tưởng lão gia làm chủ tịch của thương hội ngành gạo. Cả đám chúng tôi trước giờ luôn đi theo Khánh Phong Niên. Nếu bà nghĩ ra đối sách gì, chúng tôi nhất định theo bà làm vậy. Phải đó, tôi phu nhân, bà có đối sách nào không vậy? Có phải chúng ta khoan bán gạo đi nơi khác không? Thật ra hôm nay tôi gọi mọi người tới đây cũng là muốn nói đến chuyện này. Hy vọng có nhiều người ở đây, mọi người có thể bàn tính kỹ lưỡng, tìm một cách nào đó. Tôi đề nghị chúng ta nên hành động nhất trí. Hàng ngày mỗi tiệm gạo đều không được bán quá 20 gánh gạo. Này còn nữa nghe, chúng ta phải tích trữ thật nhiều gạo để phòng khi cần thiết. Theo tôi thấy, thương hội phải đồng lòng. Một mặt cứ theo lời ông chủ chung nói, còn mặt khác thì chúng ta làm một buổi pháp sự tế thần gạo thần nước, hy vọng trời cao có mắt, chúng ta tránh được đại nạn này. Đúng, có được hay không đây? Ông chủ, ông nghe tôi nói đi. Ông không hỏi trời cao, hỏi quỷ thần cũng vô ích thôi. Nè, lúc tôi còn nhỏ, tôi có nghe một lão nông phu nói lại một cách rất là cổ xưa. Nông phu đó cũng hơn 90 tuổi rồi. Cách gì vậy? Đó là một vật trị một vật. Nè, chúng ta bắt hết gà vô tích này về đây, rồi lùa chúng xuống ruộng. Lũ gà thích ăn nhất là châu chấu đó. Thực ra cái này có được hay không? Phải đó, có được không vậy? Để châu chấu kéo tới thì bay đầy trên trời. Phải rồi. Chúng ta phải bắt bao nhiêu con gà mới có thể mổ hết lũ châu chấu đó được. Phải đó, có được không? Đúng rồi, đại thiếu gia. Lúc trước tôi cũng có nghe người lớn nói lại cách này. Nhưng cả vô tích chúng ta cùng lắm cũng chỉ kiếm được một dạng mấy ngàn con gà thôi. Phải đó, chỉ có gà ở vô tích đương nhiên là không đủ rồi. Chúng ta đi xa một chút, tới Nghi Hưng mua có được hay không? Đi xa hơn nữa, tới Tô Châu mua có được hay không? Đi xa hơn chút nữa nghe, chúng ta tới Thiệu Hưng mua có được hay không? Thành sự do người thôi mà. Phải đó, có tiền là được rồi. Còn không thì kêu anh của tôi lấy chiếc thuyền chuyển gà về đây. Thì đó. Tưởng thiếu gia, đúng là tôi có nghe nói cách của cậu, nhưng chưa bao giờ có người làm như vậy. Thật ra có được hay không? Phải rồi. Tôi phóng chừng 100 vạn con châu chấu nha. Chúng ta chỉ cần bắt 10 vạn con gà về đây. Một con gà mổ 10 con châu chấu, vậy thì châu chấu gì cũng hết. Tứ phu nhân, bà cảm thấy thế nào? Xin lỗi nha, tôi có chút chuyện muốn ra ngoài một lát. Lát nữa tôi quay lại nói với mọi người nha. Cũng được. Tính sao bây giờ? Làm hết ba cách đi. Trữ gạo nè, tế thần nè, lùa gà xuống ruộng nè. Làm hết tất cả đi là được rồi. Sai cứu. Tứ phu nhân. Không cần khách sáo nữa, ngồi đi. Chẳng phải Quỳnh nói sau khi về quê thì lên chỗ có Sa ra chủ mà, sao lại quay về đây vậy? Không, bà Tứ nói cảm ơn gạo trân châu đó của bà, cho nên căn dặn kỹ lưỡng kêu tôi mang đặc sản quê nhà chuột khô này cho bà ăn thử nè. Bà Tứ của Quỳnh đúng là khách sáo quá. Cảm ơn bà Tứ giùm tôi nha. Tứ phu nhân à, dọc đường tôi từ quê tới đây thấy càng lúc càng có nhiều châu chấu. Tôi nghĩ dịch châu chấu sẽ bùng phát bất cứ lúc nào, bà nên chuẩn bị sẵn đi. Tôi cũng đang vì chuyện này phiền muốn chết đi được. Sai cửu à, thật ra tôi cũng muốn Quỳnh cho chút ý kiến. Ý kiến gì chứ? Tôi định kêu người làm ngày mai lập tức gặt hái. Khánh Phong Niên chúng ta là thủ lĩnh ngành gạo, vậy thì nông dân và địa chủ nhất định làm theo chúng ta. Nếu bây giờ gặt lúa thì chỉ chín được 2 phần thôi. Tôi biết chứ, nhưng mà ít ra cũng có được 2 phần. Đợi khi châu chấu kéo tới thì không còn gì hết. Này tôi phu nhân, thành thật mà nói, nếu bà hỏi ý kiến của tôi thực sự không tán thành làm vậy. Tại sao chứ? Đơn giản thôi mà, bài toán rất dễ tính. Cũng như cờ bạc vậy, nếu thắng thì thắng 2 phần, còn thua thì thua 8 phần. Cờ bạc như vậy làm sao chịu được chứ? Không lẽ tôi ngồi đây không làm gì hết sao? Đúng là như vậy. Nè, châu chấu là thiên tai mà. Bà ngồi yên không làm gì hết, không ai trách bà đâu, không thua gì hết. Nhưng mà nếu bà làm, hễ bà thua thì tất cả mọi người đều trách bà đã hại họ bị thất thu 8 phần. Cả vô tích này coi bà như kẻ thù vậy. Còn nữa, đám đầu trâu mặt ngựa đó chắc chắn thừa cơ hội làm phản, đến lúc đó bà thua một dáng cháy túi. Sai cửu à, cảm ơn ý kiến của huynh cho tôi. Bây giờ tôi phải ra ngoài tiếp tục nói chuyện với chủ Sâm và mọi người.
Nè, sau này có thời gian thì thường xuyên về Khánh Phong Niên chơi nha. Tới phu nhân à, tin tôi đi, thật tình không thể làm được. Tôi nói thật đó, thật tình không thể làm được. Chúng ta càng nghĩ cái này càng khả thi nha. Này các công chủ, hay là vậy đi, sau khi chúng ta bắt lũ gà về đây, bỏ đói một thời gian để chúng vừa xuống ruộng nhìn thấy châu chấu là ăn liền. Đúng, đúng. Cũng được, cũng được. Tứ phu nhân, đúng ra thì chúng tôi cũng đang nghi ngờ cách dùng gà để đối phó châu chấu này có được hay không. Nhưng mà giờ nghe Tưởng thiếu gia giải thích một hồi thì đúng là hơi được được. Không cần nói nữa, tôi đã có quyết định rồi. Tất cả ruộng thuộc về Khánh Phong Niên chúng tôi ngày mai sẽ lập tức gặt ngay. Hả? Ngày mai gặt sao? Trời ơi. Ông chủ Sầm, các ông chủ, tôi hy vọng mọi người cũng làm vậy. Làm vậy tốt lắm. Lâu suy nghĩ lại đi. Quan đường vô cùng, tôi phản đối. Bà có biết chúng ta mất 8 phần thu hoạch cũng đồng nghĩa với mất 12 vạn lượng hay không? Tôi phản đối. Thì đó, thật ra cô có thù oán gì với Khánh Phong Điên vậy? Một hai cái đội phá sập nó, tôi cũng phản đối. Tứ phu nhân à, bà làm như vậy, tôi cũng phản đối. Ông chủ Sâm, tóm lại ngày mai tôi nhất định lập tức ra ruộng gặt lúa. Các ông chủ, tôi cũng hy vọng mọi người có thể quyết định sáng suốt. Ai nấy đều biết trận đại dịch này sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. Làm sao được chứ? Các ông chủ, ngày mai tôi sẽ ra ngoài ruộng và kêu tất cả mọi người không được gặt lúa. Tứ phu nhân, ngày mai tôi sẽ nói với tất cả mọi người, chúng tôi không chấp hành mệnh lệnh của bà. Chúng tôi ăn cơm của Khánh Phong Niên, tuyệt đối không thể làm những chuyện có lỗi với Khánh Phong Niên được. Các ông chủ, các ông cũng từng trải qua trận đại dịch mười mấy năm trước đó. Cho đến bây giờ, Tưởng lão gia vẫn rất hối hận vì năm xưa ông không quyết định sáng suốt. Chính vì như vậy, Vô Tích mới xảy ra nạn đói suốt 3 năm trời. Tứ phu nhân, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không làm theo lời dạy của bà. Nếu bà không hài lòng, thì bà đuổi việc tôi đi. Đừng phát thúc, quan trọng là tâm của thúc hướng về Khánh Phong Niên, không ai dám đuổi việc thúc đâu. Ông là người làm lâu năm, cho dù đuổi hết tất cả mọi người cũng không thể đuổi việc ông. Tôi nói đó. Đại tỷ à, có phải tỷ đã quên rồi hay không? Khánh Phong Niên là do muội nắm quyền, muội đã quyết định làm như vậy rồi. Bà nắm quyền chứ gì? Có phải tất cả hậu quả đều do bà chịu trách nhiệm không? Phải, tôi chịu trách nhiệm. Có phải nếu đại dịch không đến, bà làm cho mọi người cả Vô Tích này mất hết 8 phần thu hoạch, có phải bà không làm chủ tịch thương hội ngành gạo không? Có phải bà sẽ giao lại sâu chìa khóa đó không? Có phải sẽ giao hết toàn bộ quyền hành hay không? Phải, tóm lại tất cả trách nhiệm đều do một mình tôi gánh chịu hết. Trời ơi, vậy là sao? Đây mà có gạt không đấy? Không đấy, sắp rồi quá. Tứ phu nhân. Hả? Sai cửa? Chẳng phải quân đã đi rồi sao? Tứ phu nhân, nếu bà cho phép, tôi quyết định tạm thời ở lại Khánh Phong Niên cùng bà vượt qua khó khăn này. Nếu đám đầu trâu mặt ngựa đó kêu các đông phu không chịu thu hoạch, thì tôi kêu hết đám anh em ở kho gạo, kêu luôn đám thuộc hạ của vị thiếu gia cùng đi khuyên họ thu hoạch. Nếu không đủ lực lượng, đích thân chúng tôi sẽ xuống ruộng thu hoạch. Tại sao quân làm như vậy? Cả đời sai cũ này chỉ biết sống không vì mình trời tru đất diệt, không có ai không lo cho bản thân lại đi lo cho người khác. Nhưng sài cũ này, sống đến ngày hôm nay, cuối cùng tôi đã gặp được một người. Tứ phu nhân, bắt đầu từ thời khắc này, tôi quyết định làm người của ban tứ phu nhân. Tôi sẽ cùng bà vượt qua khó khăn này. Sài cửu, từ nay huynh nói chuyện có thể thay đổi đường tối ngày nham nhở như vậy hay không? Tứ phu nhân kêu tôi đi thì tôi đi, kêu tôi đứng thì tôi đứng, kêu tôi đừng nham nhở thì tôi không nham nhở, không thành vấn đề. Tất Chinh, xin lỗi con, đến giờ mới trả lời thư cho con. Con còn nhớ mười mấy năm trước Vô Tích đã xảy ra một trận dịch châu chấu không? Tất cả dấu hiệu cho thấy tai họa đó lại tái diễn lần nữa, hơn nữa còn đáng sợ hơn lần trước. Mẹ đã ra một quyết định rất đau lòng. Mẹ kêu tất cả mọi người thu hoạch trước ngày, bảo đảm 2 phần thu hoạch. Giờ hôm thu hoạch đã đổ một trận mưa lớn, không ngờ đại thị còn cho các người làm tới ngăn cản. Cũng may có sài cửu ở đó, huynh ấy còn liên kết với cậu Đinh, cậu Thắng với lại tất cả người làm ở kho gạo cũng đi phụ giúp. Khi trời hừng sáng, cuối cùng đã thu hoạch xong. Tất Chính, cả đời mẹ chưa bao giờ có tâm trạng giống như bây giờ. Thì ra chờ đợi đau khổ đến như vậy. Có đúng là châu chấu sẽ kéo tới không? Sau khi châu chấu tới, thật ra mọi người có thể vượt qua tai ương này không?
Nếu châu chấu không tới thì mẹ phải giao lại quyền hành. Đến lúc đó Khánh Phong Niên sẽ ra sao? Thật ra mấy ngày qua mẹ hoàn toàn không thể nào ngủ được. Mẹ đã mở trừng cặp mắt nhìn lên trời, bởi vì mẹ tin giữa trời đất có sự sắp đặt. Đột nhiên mẹ cảm thấy trong lòng hình như đã nhẹ nhõm hơn. Ông trời hình như đang nói với mẹ: con đã cố gắng làm những chuyện con nên làm là đủ lắm rồi. Những chuyện còn lại cứ giao cho ta. Tức chính, con không cần lo cho mọi người. Mọi người nhất định vượt qua được khó khăn này. Nhưng mà phải nhớ, mọi người cũng phải tranh thủ đề phòng. Bởi vì khi đã bùng phát dịch châu chấu thì không chỉ ảnh hưởng đến Vô Tích, không chừng còn ảnh hưởng luôn quê của mọi người. Nếu như cha con tỉnh lại, mẹ sẽ lập tức viết thư báo cho mọi người biết. Tất cả mọi người cũng phải cẩn thận. Tứ nương, Bảo Kỳ. Nhị thiếu gia, hôm nay tay của mẹ huynh mát lắm. Nhưng mà nếu ăn sạch ba nhà, hôm nay nhất định phải mua đồ ăn mừng đó. Tứ nương của con gửi thư tới hả? Mẹ, con dự định ngày mai về Vô Tích. Cha của con tỉnh lại sao? Cha vẫn chưa tỉnh, nhưng Vô Tích sắp xảy ra đại dịch rồi. Tứ nương lo lắng mấy ngày nay không ngủ được, sẽ cử cậu Đinh, cậu Thắng cùng cả đám người làm công ăn không ngủ lo giúp tứ nương. Con đã hứa với mẹ chuyện gì? Mẹ, sẽ cử là người bên ngoài mà cũng liều mạng giúp Khánh Phong đi. Con tên là gì thiếu gia họ Tưởng lại tới đây cùng tập bắt thuốc đánh mã điếu du sơn ngoạn thủy sao? Mẹ hỏi con, con đã hứa với mẹ điều gì? Tứ nương nói rất đúng, Khánh Phong đi chúng ta không phải tiểu lầu, không phải tìm tơ lụa mà là tìm gạo. Liên quan tới sinh mạng của rất nhiều người, chúng ta không thể ích kỷ như vậy được mẹ ha. Có người mẹ nào không lo tính cho con của mình chứ? Cho dù mẹ có ích kỷ hơn, mẹ có làm thì cũng là đúng. Tam phu nhân ạ, à, nhị thiếu gia, hai người mỗi người nhìn một câu đi. Tam phu nhân, hai người là hai mẹ con mà, có gì không xong mà từ từ nói cho xong đi. Mẹ, mẹ thẳng thắn với con cũng thẳng thắn với mẹ. Những gì trước đây con nói với mẹ hoàn toàn là gạt mẹ. Con không nghĩ là sợ lại đây. Sau khi ô thu xếp cho mẹ xong, con lập tức đi ngay. Nhị thiếu gia, huynh làm gì vậy? Đó là mẹ của huynh đó, có gì từ từ nói đi. Con về đó làm gì? Con về đó bắt chước người ta giành gia tài sao? Hay là giành cầm thư chìa khóa? Con có gian như người ta không? Mẹ hỏi con có nham hiểm như người ta hay không? Mẹ à, con quay về để giúp Khánh Phong Điên đối phó trận đại dịch này. Con về đó thì không có châu chấu sao? Con về đó thì có phải con có cách có thể làm cho châu chấu biến mất không? Con của mẹ trở nên tài giỏi hồi nào vậy? Bây giờ tứ nương rất cần có người giúp. Tứ nương, con nhìn kỹ đi, mẹ mới là mẹ của con, người đó không phải đâu. Vậy Khánh Phong Điên có phải là nhà của mẹ không? Nhị thiếu gia, Tam phu nhân, nhị thiếu gia đã hạ cơn tức rồi. Nhưng huynh ấy sợ bà còn giận, cho nên kêu con tới nói tiếng xin lỗi bà. Ta cũng hiểu tâm trạng của nó, ta có giận nó đâu. Nè, ngồi đi. Tam phu nhân ạ, thật ra nhị thiếu gia có hiếu lắm. Vừa về tới nhà, huynh ấy liền cùng với bà đi thăm bà con hàng xóm, lại rất vui vẻ cùng bà đi đánh mã điếu với thập bát thuốc cho mọi người. Nhưng thật ra tất cả đều là giả bộ thôi. Huynh ấy thật sự buồn lắm. Mẫn à, Tất Chính phải về Vô Tích, con có thể đi theo không, chăm sóc nó giùm ta. Tam phu nhân, bà không cùng nhị thiếu gia về sao? Ta không về đâu, ta theo về sẽ trở thành gánh nặng cho nó. Đến lúc đó đại tỷ nhị tỷ lại giống như lúc trước lợi dụng ta, tứ muội lại có thêm kẻ thù. Nhưng chỉ có một mình bà ở lại đây. Không sao, lưng của mẹ con vẫn chưa khỏi, có mẹ con ở lại sống với ta, chăm sóc ta không sao đâu. Được không con? Con tạm biệt mẹ. Chính à, mọi chuyện phải cẩn thận nha. Còn nữa, phải cố gắng giúp tứ nương của con. Con biết rồi, mẹ cũng phải cẩn thận nha. Mẫn à, con phải nhớ nha, có chuyện gì con phải đứng về phía của tứ phu nhân đó. Nhớ phải nghe theo lời của tứ phu nhân. Con biết rồi mẹ. Mẹ bảo trọng nha. Tam phu nhân, bà cũng bảo trọng nha. Mọi người nhìn lên đi, trời sắp sáng rồi đó. Nè xe của ca, tiết lộ một chút cho chúng tôi biết đi. Tự nhiên nửa đêm lại gọi chúng tôi tới đóng tấm gỗ lớn trên nóc kho gạo này vậy?
Phải đó, thật ra là chuyện gì, có thể nói cho chúng tôi biết được không? Tôi đã nói với mọi người rồi, không thể nói gì lý do gì được. Tóm lại, tứ phu nhân kêu chúng ta làm gì chúng ta làm. Còn nữa, căn dặn mọi người thêm lần nữa, chuyện này tuyệt đối phải giữ kín bí mật nha. Liên quan đến sống chết đó, không được nói cho ai biết. Vợ con cũng không được nói luôn, có biết chưa? Biết rồi. À, Sài Củ Ca, thật ra chúng tôi cũng lo cho tứ phu nhân lắm. Nếu lần này cho cháu không tới, không biết tứ phu nhân làm sao ăn nói với mọi người nữa. Ê, hey, lo được bao nhiêu chứ? Đời người có bao nhiêu cái 10 năm hả? Chúng ta đã đi theo tứ phu nhân làm việc sảng khoái mà, có ý nghĩa mà hả? Nè, mau đi, mau đi. Ờ, dạ, mau đi. Dạ, 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 làm gì đi, làm gì đi. Bình à. Dạ. Đẩy luôn tấm ván đó qua đây luôn đi. Hả? Nhị tỷ, hôm nay đến thăm lão già sớm vậy sao? Bình thường đâu có sớm vậy đâu. Nhưng mà vậy, cô lo lắng nhiều chuyện, Khánh Phong Niên thiếu cô thì không có được. Lão gia sao rồi? Lúc nãy lão gia giống như nói mớ vậy, nói được vài câu. Mùi cũng rất muốn nghe lão gia nói gì, nhưng mà không nghe được. Nhưng mà xem ra, có lẽ lão gia cũng sắp tỉnh lại rồi. Tôi thực sự thấy lo cho cô đó. Lúc nãy tôi đi ngoài đường á, đám nông phu chỉ chỏ vào mặt của tôi, chửi tôi. Họ nói là Khánh Phong Niên các người, người nào người nấy cũng đều là khốn kiếp hết. Báo hại chúng tôi bị thất thu 8 phần. Còn nói cái gì châu chấu, kiếm một con đi gấp cũng có nữa. Nhị tỷ à, tỷ có thể giúp lão gia một chuyện được không? Chuyện gì? Nếu như sau này biết quyết định của muội là sai, vậy thì muội không thể cai quản Khánh Phong Niên nữa. Tỷ có thể dùng tư cách là nhị phu nhân canh chừng Khánh Phong Niên, đừng để cho Tất Giang làm càng làm bậy, đừng để cơ nghiệp của lão gia suy sụp không? Tứ muội, từ khi muội vào nhà đến nay á, tỷ đã học được rất nhiều điều. Tỷ không còn ngây thơ giống như lúc trước nữa. Muội đừng có hòng chia rẽ tỷ và đại tỷ. Nhị tỷ, tỷ thật sự cảm thấy lão gia không có chút tình cảm gì với tỷ à? Phải. Có tình cảm gì chứ? Chẳng lẽ có người có tình cảm gì với một lá bùa trừ ma hay sao? Quyển này là nhật ký do lão gia viết, vào trước muội mới tìm được. Trong đó có một đoạn ghi lại tình hình hôm đó Tất Võ chào đời. Tỷ có thời gian thì cầm đọc đi. Ngày này là ngày xui xẻo nhất của mọi người ở Vô Tích này. Nửa tháng gần đây, thời tiết oi bức vô cùng. Trời muốn mưa nhưng mưa không nổi. Ngủ qua một đêm, phát hiện bầu trời lại tối đen như ban đêm vậy. Ai nấy đều đổ xô ra ngoài nhìn, phát hiện bầu trời phủ đầy mây đen. Khi nhìn kỹ lại thì ra đó không phải là mây đen, mà là châu chấu che hết ánh sáng. Trời đúng là biết rêu chồng. Ai ngờ hôm nay kêu mùi lại đánh bụng. Chết rồi. Chuyện gì lão gia, thầy vị của vị phu nhân không có đúng. Có thể sẽ bị khó sinh. Ông mau mời đại phu về đi, nhanh lên đi, nguy hiểm lắm đó. Quản à, bỏ đi mời đại phu đi. Mà vào trong trước đi. À, lão gia, bây giờ tình hình bên ngoài như vậy, tôi biết bên ngoài có nhiều châu chấu. Cậu nói với đại phu, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu trả. Đi mau đi. Lão gia. Sao rồi? Đại phu đâu rồi? Tôi vừa bước ra ngoài, châu chấu bay thẳng vào mặt tôi rồi. Ngay cả đường đi tôi cũng không nhìn thấy. Đại phu làm sao chịu tới chứ? Vậy bây giờ phải làm sao? Phải đó, nếu không có đại phu, nhị tỷ sẽ nguy hiểm lắm. Cậu Quán à, cậu đi chuẩn bị một cây đuốc, một cái áo lá, một rổ đậu cho tôi. Đến thân tôi đi tìm đại phu. Tôi tìm được đại phu rồi. Lão gia, mau đưa đại phu về trong đi. Mau lên. Quan trọng nhất đi là giữ được cháu của tôi nha. Đại phu à,
Sao rồi, đại phu, sao rồi? Tưởng lão gia, tình hình rất là nguy hiểm. Hả? Bằng mọi giá, ông phải giữ lại đứa cháu cho tôi nha. Đại phu à, ông cố gắng giùm đi. Tưởng lão gia, tôi hỏi thật ông một câu nha. Nếu rơi vào giai đoạn nguy hiểm, mẹ con đều có thể không cùng bình an. Ông muốn tôi giữ người mẹ hay là người con đây? Dù tình hình thế nào, không cần phải suy nghĩ gì hết. Giữ người mẹ cho tôi. Cuối cùng Tất Võ cũng chào đời rồi. Mẹ đã mừng đến rơi nước mắt. Tôi cũng mừng đến rơi nước mắt. Kiều Diễm muốn sinh đứa con này cho tôi, đã chịu rất nhiều khổ cực, xém chút mất luôn cả sinh mạng. Ân tình này của cổ, tôi phải cố gắng ghi nhớ. Tôi phải cố gắng thương yêu phu nhân này của tôi.